Xin chào cô chú anh chị ha, chúc cô chú anh chị được sức khỏe ha. Nay lên cũng vài cái cây sâm hương này cô chú anh chị. Cái này chậu có 3 sen nè ha. Đó, cô chú anh chị xem nè ha. Thì nói chung nuôi trong đây lâu rồi ha cô chú anh chị. Đó, chậu có 3 sen nè ha. Đó. Này mà số 1 nè. Ông ha, thì thôi con quay tổng quát thì cô chú anh chị cứ chụp màn hình lại ha. Gửi qua Zalo là con biết rồi ha. Đó. Nay em bán cái chậu, mấy cái chậu 3 sen này là 40k một cây nghe cô chú, 40k. Cái này thì quái. 40k một cây nghe cô chú anh chị. Cái này thì quái ha, sâm hương nghe cô chú anh chị. Thì nói chung nó nằm chậu thì lâu hết rồi. Lâu dữ lắm rồi ha. Như cái này nè cô chú anh chị xem nè ha, nói chút xíu rồi ha. Này cô chú anh chị về có chậu đẹp ha, vô lại là cũng như mấy cô chú anh chị mua mấy cái chậu này nè. Ồ, cô chú anh chị vô cây ha, vô cây này đẹp lắm ha. Bốn mươi k nghe cô chú anh chị, 40k một cây. Thì nè mấy cái này quái ha, nằm thì nói chung nằm chậu mới cắt rễ cũng vài lần rồi. Đó, cô chú anh chị lồng lại cho lồng chậu nó nuôi nó mau lắm ha. Sâm hương nghe cô chú anh chị, chậu 3 sen, chậu chút xíu ha. Cái này thì đổ với con mớ mai chiên thủy nha cô chú anh chị, thì nó cũng ăn ra ngoài hết rồi. Nhưng cây trà hút kiến nha cô chú anh chị. Cái chậu có 3 sen nè ha. Nhưng cây mai chiên thủy rồi. Xin chào cô chú anh chị ha, chúc cô chú anh chị được sức khỏe.